cẳng. Mẹ mệt rồi. Em, em biết em với bánh quy khác nhau gì không? Bánh quy dễ vỡ, em thì dễ thương. Cozy Mary được làm từ lúa mì và sữa, cho vị ngon cả nhà đều thích. Cozy tròn vị bánh, trọn vị nhà. Hai nhịp ớt ngập ít ớt đi rút, nhịp về đai nhất non ít ớt ngự dọc ghi một lượt mát gớt ghi ra bi rút. Ngư thế gì mẹ, ơ vẽ rượu ngập, mua khi doanh ngạc yêu ngập mẹ đi mẹ. Mẹ. Yêu ớt nêm em.